Xin chào mọi người và mình là Tạ Hồng Thái, tới từ Vietter Entertainment. Hôm nay chúng ta hãy cùng đến với một số động tác cơ bản của bộ môn shuffle dance. Mọi người cùng đón xem nhé. Chúng ta hãy cùng đến với động tác số 2 là động tác T-step. Bước chuẩn bị, mọi người nhấc chân phải về hàng trước. Bước 1, người chúng ta xoay sang bên trái, đồng thời chân phải hạ xuống. Và chúng ta làm đồng thời với nhau. Xoay. Bước số 2, người chúng ta xoay trở về bên phải và chân phải qua lên. Tiếp tục bước số 3, chúng ta lặp lại như bước số 1, xoay sang trái hạ xuống. Và bước số 4, chúng ta lặp lại như bước số 2, xoay sang phải qua lên. Và một chú ý ở động tác này là chân trái của chúng ta sẽ di chuyển dần sang bên phải. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 kết hợp với nhau, chúng ta sẽ được động tác T-step bên phải. 5, 6, 7 và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và tương tự chúng ta làm tương tự sẽ được động tác T-step bên trái. Chân trái nhấc lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Ở động tác này, tương tự như bên kia là chân phải chúng ta sẽ di chuyển dần sang bên trái. Xoay, 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 xoay. Và sau đây chúng ta sẽ cùng kết hợp với nhạc nhé. The Hunter Entertainment.